Tự ạ, đạo lâm con. Thánh nhân dạy trước ý thuận, sau cẩn tính thương mọi người, kết bạn tốt lại nỗ lực học tập thêm. Con hiếu thảo, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ sai không miếng trễ, cha mẹ dạy nghe theo làm. Cha mẹ trách quy nhận lỗi, đồng bộ ấm hạ hoặc mát, sáng tâm hội với tổ vô ân. Đi vậy thưa, về vải trình, sống làm việc theo nguyên tắc, vì dù nhỏ không tự làm. Tự tiện làm, lỗi đạo con, vật dù nhỏ không tự lấy, nếu tự lấy cha mẹ buồn. Cha mẹ thích tặng lực làm, cha mẹ chê mau từ bỏ, thân ra bệnh, cha mẹ lo, đạo đức kém, cha mẹ thèm. Cha mẹ thương dễ hiếu thuận, cha mẹ ghét hiếu hoảng tròn, cha mẹ lỗi khi sửa đổi, mặt tươi vui lời em dịu khi không được vẫn tìm cách. Để mẹ khóc đánh không than, cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm chăm không rời khỏi, tam ba năm ơn thường nhớ, sống tiết độ rồi thì không tăng theo lễ, phóng thi thành đối người mất như lúc còn. Anh em thuận, anh thương em kính anh em hoài hiếu tạo xanh, tiền xanh nhẹ không xanh ó, lời nhường nhịn ó tự tan, lúc ăn uống đi học ngồi, người lớn trước người nhỏ sau. Người lớn gọi giúp gọi mau, không người nào mình giúp trước, gọi người lớn không gọi tên, với người lớn không vai tài. Gặp người lớn nhanh đến chào, người chưa hỏi kính đứng sau. Nên xuống ngựa phải xuống xa, hỏi chào xong trăm bước tiễn. Người lớn đứng trẻ kéo ngồi, đợi người ngồi bảo ngồi theo. Đối người lớn nói vừa nghe, nói quá nhỏ không nên nghe. Tiếng phải nhanh, lùi phải chậm, hỏi mới nói chớ láo liêm. Kính chú bác giống mẹ cha anh chị họ tựa rụt rà, sống cẩn thận. Nên dậy sớm chớ thức khuya, kẻ già rồi ngồi tiếc núi. Sáng rửa mặt lại đánh răng, vệ sinh xong tay rửa sạch, mũ đội ngay, áo cài kỹ, mang về vớ buộc chặt dây. Mũ và áo để đúng nơi, không vứt bừa kẻ bẩn dơ. Quần áo sạch chớ do hoa, bẩn thân tùy hoàn cảnh. Lúc ăn uống đừng gắn chột, ăn vừa no nhiều quá mệt. Tuổi còn nhỏ chớ rượu bia, chớ say rồi xấu nọ kia. Đi thông thả bước thẳng ngay, lúc bái chào thành tâm kính, không đập ngạch, không dựa nghiêng, không ngồi duỗi, không rung đùi, ráng nhẹ màng, không gây tiếng. Chỗ quanh góc tránh đừng va. Bưng vật rỗng giống vật đầy, vào vòng trống giống có người. Đừng làm gấp, gấp dễ sai. Không ngại khó chớ qua loa, chỗ tranh cãi chớ lăng la, chuyện tà mị chớ hỏi qua. Sắp vào nhà hỏi có ai, bước vào phòng phải lên tiếng. Nếu người hỏi thì xưng tên, không nói tôi vậy chẳng rõ. Dùng đồ người phải hỏi trước, nếu không hỏi giống trộn thôi. Mượn đồ dùng hoàn đúng hẹn, sao mượn nữa rất dễ dàng. Sống uy tín. Lúc nói chuyện tính hàng đầu lừa và dối chẳng nên đau, nói nhiều lời không bằng ít, nói thật thà không định hốt, lời nói dối trá tiếng tục thô. Thói con đồ đều phải bỏ, biết chưa rõ chớ gọi neo, hiểu chưa tường đừng gọi nói. Việc không đúng chớ nhận bừa, nếu nhận rồi đều khó xử. Lúc nói chuyện chẳng rõ ràng, không hấp tấp, tránh mơ hồ, người nói đúng cả nói sai, chớ thầy lay vào căn dự. Thấy người tốt học theo ngay, dù kém sai dần theo kịp. Thấy người xấu nhìn lại mình, có thì sửa không thì tránh. Đức với tài học và làm, không bằng người tự cố lên. Việc ố quần còn ăn uống, có thua người cũng không buồn. Chê vội dặn can niềm vui, bằng xấu tìm bằng tốt lui, nghe can sợ chê liền mừng, nhiều bằng tốt đến chơi chung. Bối phạm gọi là sai, cố tình làm thành ra ác. Sai chịu sửa dần liền hết, cố giáo cha càng thêm nặng. Thương mọi người, hễ là người đều thương yêu, trong bầu trời cùng quả đất. Đức hạnh cao, danh tự cao, người ta trọng không do tướng. Người tài cao, danh vọng lớn, người ta phục không vì khoác. Giúp được người đừng ích kỷ, người khác giỏi không tị hiềm. Giàu không nịnh, nghèo không chê, cũ không chán, mới không mê. Người đang bận chớ quấy rầy, người không ăn đừng phiền nhiễu. Biết điểm người đừng soi mói, việc riêng tư tuyệt không nói. Khang làm lành là điều tốt, người ta biết, cố gắng theo. Nói xấu người là việc xấu, người ta ghét họa tránh đau. Cùng khuyên thiện ràng đạo đức, lỗi không khuyên đôi bên thiệt. Nhận và cho phân biệt rõ, thà cho nhiều nhận ít thôi. Nhờ vả người tự hỏi trước, mình không muốn, chớ buộc người. Ơn phải báo, oán phải quên, oán cho qua, ơn nhớ mãi. Với người làm phải đoan nghiêm, tuy đoan nghiêm nhưng hiền hòa. Cậy quyền thế tâm không phục, dùng đạo lý họ phục ngay. Kết bạn tốt, hễ là người đều thương yêu. Kết bạn tốt, đều là người có tốt xấu. Phàm phu nhiều, người hiền hiếm, người nhân đức, mọi người kính. Nói chân thật, không xua nịnh, được tăng cẳng, lợi vô cùng, đức tốt tăng, lỗi giảm dần. Không chịu gần, nhiều điều hại. Tiểu nhân đến trong sự bại. Học tập thêm. Không thực hành, chỉ lý thuyết. Thành nói suông, sao nên người, chỉ thực hành, không lý thuyết. Theo ý riêng, sai nào biết. Lúc đọc sách, phải tập trung. Tâm mắt miệng, chớ buông lung. Đọc sách nào đọc cho xong. Đừng để lòng tìm sách khác. Thời gian dài lại cố gắng. Trình độ có, khó cũng thông. Có vấn đề liền ghi xuống. Gặp người hỏi, hiểu thông luôn. Phòng phải yên, tường giữ sạch. Bàn ghế gọn, bút mực ngay. Thổi mực nghiêng, tâm không chánh. Chữ viết lệch, tâm chẳng yên. Xếp sách vở để đúng nơi. Đọc xong rồi xếp chỗ cũ. Có việc gấp, gấp cẩn thận. Sách hư rách, dán sửa ngay. Sách nhảm nhí, chẳng nên xem. Hại thông minh hư tâm trí. Đừng nóng vội, chớ thối lui. Thánh hiền nhân, dần sẽ đạt. Nam Mô A Di Đà Phật. Ha ha ha,